Một lớp thu chi quỹ đầu năm hơn 310 triệu đồng khiến hiệu trưởng lên tiếng. Trong bài viết được đăng tải trên một hội nhóm phụ huynh có con vào lớp 1, phụ huynh tên NT cho rằng đã lỡ cho con vô trường này học nhìn quỹ lớp mà ứa nước mắt, xin ra không kịp. Theo phản ánh, đó là lớp 1/2 trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Phụ huynh còn chia sẻ hình ảnh cho thấy bảng thu chi quỹ phụ huynh ngày 13 tháng 8 năm 2023 của lớp này. Phần thu tổng cộng lên đến 313 triệu 300 nghìn đồng và phần chi là hơn 260 triệu 328 nghìn 500 đồng. Đến trưa 27 tháng 9, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là cô Bùi Thị Hải Yến đã chính thức lên tiếng trước những thông tin được lan truyền về thu chi quỹ lớp. Cô Yến cho biết sau khi nắm thông tin về phản ánh tình hình thu các khoản phí sửa chữa lớp học đầu năm của lớp 1/2, nhà trường đã kiểm tra xác minh và khẳng định đây là các khoản thu theo sự thỏa thuận tự nguyện của phụ huynh. Nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh cho dừng lại việc thu chi của lớp 1/2. Việc chi các khoản như tiền sửa chữa phòng học là theo sự thỏa thuận tự nguyện của phụ huynh. Còn riêng với các khoản chi cho bảo mẫu, nhà trường đã yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh dừng chi và bảo mẫu đã hoàn trả lại tiền đã nhận, chấn chỉnh lại tình hình thu chi của lớp 1/2 cũng như các lớp trong trường, cô Yến khẳng định.